Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải em ơi. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ bêm lệnh bài bot em ơi. Hiện tại trên cái anh em đang theo dõi đó là hơn 70 con lệnh bài bot em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi và cũng như là Khải đã setup xong rồi, bây giờ ra Ba Lan Quốc thôi nha anh em. Ok, giờ đây là bot 91 nha anh em ơi. Ok, bây giờ Khải sẽ giao dịch cái lệnh bài vào ngày 10 à. Nói chung là nhiều anh em theo dõi thì anh em cũng biết rồi. Thì tầm này thì chắc là sẽ cứ chuyển về ngày 10 thả rồi lên thôi nè. Ngày 10 thả lên thôi. Đợi chính bó cho nó thoải mái này mà. Chính lúc nào cũng full đồ bó cho nó thoải mái. Anh em theo dõi đừng quên đỡ lại cho Khải lại chia sẻ hộ chơi nha em ơi. Giờ Khải chuyển hết lệnh bài bot vào cho ngày 10 á. Rồi mình cho nó thoải mái. Hôm nay là bèm hết luôn nè mà. Ok. Rồi tí hết lá tiếp nha nè. Tí hết lá tiếp nha. Hôm nay là full rương. Sợ full rương ngày 10 vậy chứ. Đây sợ full rương ngày 10 vậy chứ. Rồi. À, ok nè mày. Sau khi shop xong thì bây giờ chúng ta sẽ thả và đánh nha nè mày. Chứ nó tôi nó nhặt đồ tất cả này. Em đọc không nhận, ngày 10 không nhận, hầu khiết không nhận. Rồi thì Khải cứ ông tù thì giờ lấy tiền giao dịch cho con ngày 10 nó tiền vàng đánh rồi nè. Nó người Khải thao cũng tầm hai đến ba con thôi, hai đến ba con cũng nhận nhiều luôn. Nó không gì là lấy tiền vàng, ông tù nhận lấy tiền vàng, ông tù lấy tiền vàng chứ không vàng. Một lần là một con là hai, một con là 25 vàng mọi người. Thì cứ lần phải thả khoảng 3-4 con rồi đó. Bối kịp mình lấy 3-4 con rồi nè. Hoặc là 2 con em sợ không kịp thôi. Tại vì nó, anh em thấy cái đánh boss này á, nó rất là nhiều đồ luôn em ơi, chứ không phải như bình thường. Một tí nữa Khải còn nghiên cứu chắc giao dịch nó ca dạng nữa, chứ không ai giết mình nữa. Sợ boss đánh chấp làm sao trên này sẽ có chấp được. Là Khải gì lấy thêm ca dạng. Đánh tôi này chắc không tốn ca dạng nữa mà. Biết đâu 70 con rồi mình đánh không mất mới tiền. Ok anh em ơi, và đây là bắt 91 anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ khai đào những cái con đầu tiên. Thì đỡ trước khi khai đào là bơ tường á cho nó có mấy bánh đồ, nó bói đồ, quýnh đồ vui nữa. Tại em cùng xem sâu qua thì con Thí Hiền Khải sẽ là đang xếp mấy bánh 24 nha mọi người. Đây nè mày, 4 nè, 3 là 7 nè, 3 là 10 nè, 3 là 13 nè, à 23 nè mày, 23 nha nè, 23 cho nên bánh là 23. À. Ok. Giờ thả một lần hai con à. Quá hai con xong dính tiếp. Đó, hai con. Ui, nó tiền dạng luôn. Ok. Ôi tất ngày 10 từ đánh luôn. Ok. Một lần thả hai con bó nha nào. Hai con bó chắc cũng ok á. Gì bán đồ rẹt rẹt vứt cho rẹt rẹt này mày. Không gì lâu đâu. Phải phu giật hại lấy thêm cái gì cái trang sức may mắn á, phải bố đồ này mày. Cái lại bọn đồ may mắn luôn. Khải có một số miếng bánh khoảng 6-7 giờ đây nè. Giờ bú cầm miếng bánh đồ bó ra vui nè. Bánh nè. Miếng bánh nè. Thôi nhắn thử nè. Rồi bánh nè, bánh nè. Rồi một cái trang sức bánh nè. Đó. Thì nhân vật Khải đang có miếng bánh là 16 nha nè. Rồi cánh bánh này nọ quốc thôi. Cánh miếng bánh nè. Cánh. Rồi. Thứ Yên cũng cánh hết luôn. Ok. Đậm nè. Nhật đồ. Ok man. Bố đồ nhanh. Đó, ok. Đậm. Bố nhanh. Bố nhanh là bắn sốt không được cái nào là vứt cho xe nè mà. Mình đứng sẵn cái đồ đó. Rác nè. Rác nè, xe nè, rác nè. Trời ơi, rác quá trời. Và cái trang sức này mình đỡ mình ép nha nè. Rác nè mày. Cái nỏ này đồ xe nè. Được hai trang sức thì cái gì ép hiện tình cũng được nha nè. Đó là tiếp. Lần thứ hai con là vừa nè mày. Một con hơi lâu, một con đánh hơi lâu. Đánh hai con rồi đấy. Anh quân quá tưởng nè, quân đạt đầy đủ nè. Nói tiếp nè. Đánh được rẹn nè mày. Ê, con này không tiền dạng được, không như là tiền dạng. Hồi lộn. Trời, bắn sáng dòng cuối, đâu. Được rồi chứ. Nội lực sinh lực. Rác. Được nhờ trời bắn sáng dòng cuối 70
70 điểm. Này rồi ép dòng cuối sống dòng cũng ok nè. Qua đây ép sống dòng ok. Mà thả này mà. Để chiên chậm. Hello này mới vô nha, kính chung đây buổi tối xem live vậy đó mày. Này mình đánh lần hai con chắc cũng khá là nhanh. Còn cái áo này khai chưa bó nè, cái áo này khai chưa bó nè. Rác luôn. Mà cái chân suất này tí nữa làm mấy viên tinh ba nó đẹp. Đó, ok. Lên hút ha. Con này là thổ với mộc, thổ với kim. Lô 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 lô, là đi con em xem chơi nè. Con em xem chơi nè. Rồi anh em xem đi cất like xem chơi nha. Em lên kia chiếm gió rồi. Rồi, đợi anh em ơi. Anh em đang theo dõi đừng quên để lại một like chia sẻ hỗ trợ nha anh em ơi. Quá tử thiên sơn, gậy trường sơn, gậy các kiểu may mắn nói chung là không thiếu gì luôn nè mà. Anh em thấy cái dòng mặt trời trên đầu ăn quá tử các kiểu không? Đó, không thiếu hết á. Ngày 10 phải được cho ngày 10 nó phục hồi mana. Nhưng khi con này nó còn tự nhiên nó không đủ mana đánh nè mà. Hãy gì mua cho nắng túi thì tới. Thiên nhiều khi đánh nó bị lú nè mà. Ok nè. Rồi lùm hang này nè mày. Năm độc hả? Năm độc cách bùa âm phần thủ lưới âm khá tất cả. Âm kháng độc âm phần âm thời gian rút độc. Bốn bùa thôi. Nếu thiên thì bùa âm kháng băng nữa mà auto chỉ cắt được bốn bùa nên âm kháng băng không cần. Rồi bảo bối kiếm gì siêu phẩm lên đó. Sinh lực dùng đầu ngon nè. Rác mà hoặc là mười rác sinh lực được mức độ này nhận anh em ơi. Rồi ăn thổ ơi, kiếm cho chuyện thổ khác cả rồi trời ơi. Rồi cho ngày 10 ra thả tiếp nữa nè. Ngày 10 bên này nhiều boss lắm, đỡ ngày 10 đứng thả. 1, 2, ok. Phụ như nào, bó tiếp nè. Bắt 90 đánh chắc khoảng 40 con rồi ngừng ra đến bắt khác nữa mà. Chứ nhiều khi bó không kịp. Rác nè. Ui một dòng không vậy. 25-20 ít được ngọc bội. 23-30 ba cái tổ thổ này ăn xài nè bãi đá ép chân sức rồi nè mà ép hiện tinh trong này hiện tinh 3 thông báo anh em là lên giá lên 1,5 rồi nha nè khá là căng thẳng anh em ạ. Không phải muốn dỡ có đâu nè anh em mới vô đừng quên trong like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Lâu lâu rảnh rảnh qua bút nón các kháng băng nhìn vui chứ còn cái này bốn bù này đánh chán rồi. Ai làm hang mày kim nè, có vũ khí nha, có vũ khí nha nè. Chọn này chết lắm luôn. Ừ, từ con này lâu lắm dễ nè. Này cũng thổ quá chứ mất mấy phút rồi. Sát thương ẩn 1, không có tóc. Đó. Sát thương ẩn 2, rác quá 18. Chân sức. Ồ, sẽ được dùng cuối được á. Chụp, rác lắm. Đủ. Sinh lực cuối mức này phôi này đập đồ ngon lắm nè mà. Mức đồ đó đập đồ xấu dòng á. Bán được mấy chục quản á. 70 quản, 70 quản á. Rồi, phụ. Ui. Awin ơi, lô, nghe em thiếu phôi gì đâu gì anh vứt cho này. Thiếu gì không? Em, phôi gì? Phôi nội lực dùng đầu với phôi gì nữa? Phôi nội lực với là kháng băng, hai cái kháng băng dùng cuối.
Đó 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 gì gì tôi nhân bác ơi. Ờ. Ừ. Đó đó đó. Cắn băng 20 đổ lên là được rồi. Đúng rồi. Ok nè mày. Cho người mày thả một cuốn tiếp rồi. 1 2. Chốt hai con thổ chết tôi. Thả luôn hai con thổ này. Bữa mới đúng rồi lên 1.5 tuấn lên. Ôi sao nó tới vậy? 207 bị hắc bộ thì tinh tinh hồng bảo thạch móc một chỉ vàng. Đúng rồi thời đó canh như gia đàn luôn nè. Hello nếu vô nha. Anh em thời gian thì like cho khỏi khải một like chia sẻ hồi chơi nè mà. Bắt này đang bắt 91 được không? Xanh kiếm đồ lên bài boss nha nè. Mới thả thêm lần hỏa luôn nè mà. Giật. Lâm thổ chót này. Nhiệt đồ. Thổ này. Bụp. Ui, hai con chết chỗ luôn. Ui xời, đồ quá trời. Bó ngay không kịp nữa mà. Bánh rác này. Rác này. Xe, bây giờ 1. Rác này. Rác không. Rác luôn. Rác đồ này làm phôi thôi nè mà. Lại bị làm phôi. Còn trang sức thì tí ép hình tinh thôi nè. Bố nhanh như đỡ không kịp độ. Đỡ kịp độ. Tóc 20 nè. Có phôi nè. Rác. Chưa, một kiếm lực hình 1. Lực hình 1. Được nón thì mới bắt tay nữa. Ui. Thác. Ô, hổ rồi mọi người. Chuyện hổ nữa nè mà. À, thằng rác nữa mà. Này làm phôi tóc 20 và tóc dùng 1 này. Này rác. Phôi nè. Phôi sinh lực nè. Phôi sinh lực nè. Rồi, tiếp tục. Ba con lần này mà. Rồi, chờ đợi tiếp tục nè mọi. Ba con lần cũng cho nó lẹ. Mâu thấy. Này không có thổ của nhau nè mọi. Thủy mộc kim này nọ cũng nhanh. Xem này không có rơi kỹ năng vốn có người nè mọi. Chỉ muốn có kỹ năng vốn có chỉ có trong càng khôn hoặc là phi phong thôi thì mới có kỹ năng vốn có nha. Chứ đồ đạc trang sức này nọ không có kỹ năng vốn có nha. Không bao giờ ra nha. Ba con chết lần hơi nhiều nè mọi. Ba con chết lần hơi nhiều nhận nhanh lần đó. Đó. Sự lực dùng cuối. Sự lực dùng cuối. Nó được. Nó được dùng động. Chịu động. Ok. Ok nè. Phôi. Đa số là phôi nên gì. Sự lực dùng cuối là nhiều người. Lần lái mấy cái đồ này nó dự bó nha mọi. Lần anh em thấy không, ba con nhật không hết đồ luôn mà. Mình thả đó là thả nhanh đó, thả chậm một lâu nữa. Rồi, cưa nè. Đập. Lực. Chó ngọc một. Xong lực hình hơi nỗ lực. Quân sát lực đó. Đó. Rồi, tiếp tục. Hai con mọc, ok. Ừ, hai con với ba con chặt rương rồi, hai con rồi đấy. Hai con là bốn vừa. Nãy ba con kiểu nhanh quá, kịp không kịp.
Anh em đang xem cho một lần hồi chơi mạnh nha anh em ơi. Và cố gắng bắt này ra siêu phẩm này mà. Và lần này tính sơ sơ thì đánh với 70 con này. 70 con chia là 2 bát thì 35 con. Nói chung là 35 con nhân 70 xu thì chút cũng rẻ thôi nè. Khoảng tầm vài trăm nghìn thôi. Khoảng 500 nghìn quay đầu là đánh được tuần 35 một con rồi. Cái tiếng vạn này nó chắc cũng tầm 400. Khoảng tầm 400. Một tuần 35 con tầm 400. Tối này đánh chắc khoảng gần 1 triệu này mà. Gần 1 triệu Việt Nam đồng. Khoảng 800 nghìn thôi. Để không tính chính xác khoảng tầm 800 nghìn. Khoảng tầm 10 kim. Áo thủy chón ổng 1 á. Cái đó là làm phôi thôi nè. Bói nè. Nó làm phôi nè. Ui. Phôi nè. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Phôi nè. Phôi nè. Rác nè. Rác nè. Lô 25. Rác nè. Nhóm 15. Nó còn rác không. Chưa có siêu phẩm nè mời. Chưa có siêu phẩm nè mời. Chưa thấy siêu phẩm gì cả. Hello Chiến Lê, hello này mới vô nha. Bò kèo. Con là khoảng nửa rương, con khoảng rương, 4 lần 2 con là vừa. Dòng kia này nó chất sâu chứ, nó chất đồng lòng luôn. Hai con bằng rương đồ vừa đẹp vậy. Rồi tiếp tục bói cái đỡ đánh lên em. Mình vừa bói vừa đánh lên nó khá là nhanh thôi. Rác. 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 Rác luôn. Phôi. Phản băng dòng cuối à. Băng dòng cuối là mua chậm. Ở đó đó thì ai mua 50 vạn chứ cũng có người mua. Mua dòng cuối hơi canh nhưng sợ ngoài xài. Rồi lên. Hai con thủy nè mày. Băng kiếm món về siêu phẩm mà chưa thấy món nào cả. Nãy giờ đánh gần 20 con chưa có món nào đâu mà thả tiếp này không mọc. Lâm. Ui số 2 con mà đông rồi. Con mà đông dữ vậy nè. Ngừng đang á. Khui rồi nè mà. Sinh lực dòng cuối. Ô 23, 30. Ôi. Đang chiến sinh lực đầu. Sinh lực nỗ lực có phôi. Phôi luôn. Bừng sát không tóc. Ui trời ơi. Số thứ dùng 2. Ok phôi luôn. Rác luôn. Không phôi 15-20. Ok. Rác luôn. Bừng sát phôi. Nhắm. Nhắm 15-20 nè. Đồ. Chứ gì vậy. Rác luôn. Quốc khoảng đó đi lập độ đâu mà đoạn hết hạn nè mày. Phun độ nè mày. Ôi những kia nó mất luôn kìa. Đủ xanh quá. Tôi nó mất một con nè mày. Vài món. Với hết vài món nè mày. Còn sao thì đợi tiếp. Do hai con này nó cùng hở. Nó chết nó vùng vào nó chết có một lần một á. Ôi nhặt vái nồi luôn. Ok mới chết mọc nè mày. Ui. Hai con đồng lòng mà chết cùng nhau đó. Đồng là đuối vào đó. Đó. Lô 27 dùng 1. Đó. Không nè mọi. Con thổ này chắc thả thêm con ấy. Thổ lâu lắm thả thêm con nữa. Mọc nè. Ok nè. Người mi nha. Người mi đang giữ đóng đồ nè. Hơi khói đi, tầm này hai con là được rồi, hai con là bó được. Do hai con nó đồng hở á, nó chết một lần á. Rồi tiếp tục thổ chết trước như nào. Thổ chết trước, một chết sâu. Siêu phẩm ơi. Vẫn chưa siêu phẩm. Cắn thêm may mắn rồi nha. Cắn thêm may mắn rồi. Cắn mạnh may mắn luôn á. Cắn mạnh may mắn luôn á nè. Rồi bó này xong lên lấy mọc nữa nè. Ui nè. Rác nè. Xong nè. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Rác nè.
Thằng rác nữa mà. Rồi, mình hút con mọc rồi. Siêu phẩm nào, siêu phẩm nào. Ô, phun mọc món. Ok. Thả tiếp. Kim. Ui. Sinh lực voi này. Đạt. Đạt. Lô 20. Đạt lô. Đạt lô. Lô 25. Đạt lô. Cho thương nhập cuối. Mấy cái sát thương nhầm cuối này đó sau này ép thằng kia muốn phá ra đâu mà. Đỡ chặt luôn, hôm nay cũng chưa ai mua. Chưa được gì hết quý phát rồi. Này hai con kia mới mọc này, tiếp tục này. Rồi nhập tiếp này thôi. Chù, là hai con chết lần nữa mà. Hai con chết cùng đồng lòng một lần nữa. Ồ, sao hai con chết cùng đồng lòng một lần. Bỏ nhanh rồi nó hết. Đó. Sẽ phôi. Đó. Vậy là mưa. Đó. 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 Không ơi, xin lập hôi. Hôi, hôi. Nhóm mấy ba. Sợ, giờ còn nhóm mấy ba, trời. Giờ còn nhóm mấy ba nữa nè. Vãi đáng thiệt. Không có cái nào siêu phẩm nữa mà. Còn phôi không à. Phôi giữa ép hiện tinh đó. Không lo hẹn lầm đâu, còn phôi luôn làm gì đó. Ở lần lấy mấy cái đồ áo này. Hai món kia nữa. Ơi, kẹp gấp quá à mà. Chạy ra đến đây mà kẹp lại mà. Áo mà. Rồi, ok. Đó. Phụ hỏa 10 phôi luôn. Đó. Đó, luôn. Sinh lực cao, sinh lực 192 luôn, nó mới có đó làm phôi mà. Nó có 3, mới đâu rồi. Nó có 3. Rồi, nhóm bắn 3, mang rồi được, mình bắn 9 luôn á. Đúng không? 3 nè, 3 nè. Ờ, ok. Đừng bắn 9 luôn. Rồi. Gì đó. Những người làm đủ. Mấy món đồ đúng nhật rồi vậy. Phôi nè. Nhận lo hồi 9 được khỏi. Rồi, tiếp tục cuộc chơi nè mọi người. Mấy con này thì cứ tạo ạc xong cho nó nhật đồ trung thành. Đồ trung thành nhật tất cả rồi. Đã lầm hết rồi. À cái nhẫm này khó rồi, không bước được đâu nữa. Khó rồi sao bước được. À nãy được cái nhẫm mình bắn 3 này. Này cầm đi chan cũng được nữa mà. Hồi đòi hồi đầu sẽ vừa một nhẫm mình bắn 3, còn 3 kim đến 7 kim. Này bán không ai mua luôn. Vãi đạn. Quá nhanh nữa mà. Đồ ra những kiểu. Chô 540. Không rồi. Được món 140 nữa mà. Bỏ cái bàn. Nó 140 này bỏ cho lại nữa. Đáp luôn. Tiếp áo này kháng hỏa dùng 1 làm phôi, áo này làm 140
một số mà không ai ép dòng này. Ồ, cũng có thể để làm phôi cũng được, còn lấy ẩm hai làm phôi cũng luôn ngon luôn, cho ẩm cuối đó. Đó. Ok, tổng rác phôi này mà chưa, nãy chưa có siêu phẩm này mà chưa siêu phẩm gì cả, phôi không à, phôi mấy phôi này đỡ ép hình tinh này, còn cái này đỡ ép đồ thủ lý làm chậm này. Ô, chuẩn bị xuống chạy em chạy dữ rồi. Chạm 40 nè. Cái hỏi là làm tục. Rồi, chờ đợi tiếp tục nè mọi. Rồi, thi chết này nè mọi. Thi chết nè. Tụi này bói đỡ bị loạn thì mình cứ đánh con không đường máu đâu, thả tiếp nè. Nhận này, nhận này. Đó, thì con kia nó không thể chết kịp nữa. Mình xây chuyển mà nhặt thường xuyên nó sẽ ok hơn. Rồi. Ui. Đó. Đó. Có nhờ. Đó. Đó. Bỏi phôi. Hình tinh. Bao giờ mới ra cho chuyện 20 lâu thế à? Ừ. Vẫn chưa ra đâu mà. Mà con này còn chết thả thêm nè. Mọc nè. Lâm lâm lâm. Ok. Đó, một con là phun rương này thôi. Đỡ mà là một lần nó chết hai con một lúc thì không thể nào nhật kịp luôn đâu mà. Đó, phải không thể nào nhật kịp luôn. Ui. Đó. 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 Xin lực đó. Thần pháp, phô thần pháp. Làm trong thủ lấy 3 điểm quá. Chạm 40. Sinh lực. Sinh lực. Ồ, tổng rác nữa mà. Ôi. Hãy gác bớt lần lái tiếp nè mọi người. Ok, lên lái nè. Chết xong bớt luôn ạ. Bớt kéo, bớt kéo, bớt kéo, bớt kéo. Đúng tại chỗ sao bán được, chỗ này sao bán được. Đâu bán được anh em, đâu phải phơi trận đấu nào bán. Này đang ở khu vực ba lanh mà, sao bán được. Phương Thành mới bán được chứ. Khi nào làm phơi trận đấu á, thì mới bán được. Phơi trận đấu tại ba lanh, đánh tại ba lanh luôn. Đập sao, ok. Lôi, lôi 15 ra. Phôi. Đập sao. Phôi. Ồ, thằng phôi không rồi. Ba cái đồ này nó nhiều gơ luôn mà. Ba cái đồ này là khôi á. Khôi nè. Khôi nè. Đây chắc là phải ở không ngồi bán kiếm ít vạn này mà. Mình không bán nên mình đỡ nó chặt chỗ á. Mình biết nhiều rương trang bị quá. Nhiều quá đói luôn. Giờ nhắn lúc nào bán phòng khôi. Đã đứng chỗ ba lần rồi mà nhắn nào bán. Chỉ được à, nhắn nào bán. Hồi xưa thì ở tại khu vực Ba Lan luôn thì nhắm tay bán luôn, đánh tại trung thành. Phương dân đấu bán luôn, cái tầm này đang đứng khu vực ngoài thành mà sao mà bán được. Ngoài thành bán một niềm tin nữa. Đang ở ngoài thành mà sao bán được. Rồi, ông này chết vui tiếp. Đứng tại chỗ bán đồ là phải phơi trận đấu đánh trong thành thì được. Hôm nay khả đang đánh ngoài thành mà. Đứng trong thành á thì ngồi nhặt đồ xong rồi bán đứng tại chỗ ở đây đang gọi là phơi trận đấu ngoài thành mà. Đó, đang ngoài thành đang chiến đấu mà, đang chiến đấu sao bán được. Sao bán được. Rồi, ui. Đó. Đó.
đó, nỗ lực vận động, nói ra sinh lực, nỗ lực đó không. Người chuyên nhân quân luôn thủy yên sức cùng anh. Như mà mình đánh trong thành á, mình đánh trong thành thì mình đứng tại chỗ mình bán luôn, mình làm phiên đó là mình đứng tại chỗ mình bán luôn. Mà đứng ngoài thành thì không có bán được, đứng ngoài thành đâu có bán được. Này test cho coi, chứ nói là cái gì, nói phải là đây phải bằng lương chưa, bán là không có bán được. Nè đó, đâu có bán được đâu mà bán. Nè thấy không, bán này thấy không, có bán được đâu, cũng có lương rồi đâu bán được đâu. Nhiều vị trí, có nhiều vị trí đánh trong thành thì nào bán tại chỗ luôn. Nếu mà đánh trong thành thì làm phim đó bán tại chỗ luôn. Đây là đánh ở góc này đâu đúng tại chỗ bán luôn. Đó, đó, bán là anh hại. Hôm nay không có xài, hôm nay không có xài. Chỗ rắc không em ơi. Chú siêu phẩm ơi, để chú siêu phẩm em ơi. Hết mới chứ mấy mấy nữa, tiếp tục hai con nữa này. Kim đúng rồi, không bán được thì anh em xem anh em biết chứ, cũng một cũng nhiều đó thôi, nhưng mà bật lên không cho bán. Quýnh trong thành thì làm được, quýnh trong thành thì nhặt xong bán tại luôn, xong rồi đứng hút cho con kia nhặt luôn vẫn ok mà. Nhưng mà phải làm phiên đấu đánh trong thành á thì ok, làm phiên đấu đánh trong thành là được. Có tử còn chứ, có tử còn chứ, mới cánh rồi hết được. Mới cánh mà. Trời ơi, không có tóc. Trời ơi, không có gì hết đó. Ê sinh lực. Ok, nỗ lực đó, đó. Đây tiếp tục nè mày, làm đồ. Mình chỉ ra làm đồ thôi, cứ ra làm đồ thôi, đánh thì phải đánh sẵn thôi. Đây làm đồ đào. Ok. Ui. Tầm 30 tốc độ mũi. Trời ơi, thằng rác không em ơi. Ồ, chúng ta đánh nãy giờ không có gì luôn trời. Không có gì gọi là đỡ bán được luôn nè. Ông ma Canada vậy. Rồi, tiếp tục. Ồ, góc này biết bút. Ok, ok. Rồi, bị nhạc anh em ơi. Lâm. Ừ, con này có 3 món trời. Ô, con này ảo ma Canada vậy. 4, 5 món à. Khải lại muộn thế này, sáng mấy giờ dậy à? Sáng 11 giờ dậy người anh em ơi. Ngày nào cũng vậy hết, cứ làm khuya rồi tối 1-2 giờ sáng ngủ xong rồi 11 giờ dậy thì cũng một ngày ngủ được 8-9 tiếng nè. Ngày ngủ được 8-9 tiếng, 8-9 tiếng hộ. Thấy thêm con mới. Bố tử vẫn còn á, anh em thấy vậy, anh này trong đầu, anh em đọc vẫn còn là mình còn nha, tại vì mình bơ tơ cùng nhau mà. Anh em bảo không còn là không phải, vẫn còn nha nè. Tôi thấy con đâm đọc còn là còn, tại vì là mình ăn cả bơ tơ mà. Ừ, 12 chưa dậy sao hoạt động được. Chả bằng niềm tin nữa hả người anh em. Nhật đồ lắm ơi. Chô, con thỏ này nó dày đồ à. Đồ, con thỏ nó dày đồ à. Ngon ạ. Ui. Đó.
Thôi. Trời ơi. Thôi nè mà. Không có cái món nào luôn á. Thôi luôn. Tiếp tục. Ôi. Vượt bay núi thanh thành, gió bao cát sa mạc. Trời ơi, rác không em ơi. Giữ gìn sức khỏe nhé Khải, livestream là công việc chính của Khải mà. Ừ, công việc chính là live hàng ngày thôi. Vãi cả nhau, dọn chỗ nào dạng người đang chơi bình thường mà giàu gì. À, con này lượng máu thả thiết con mới cho nè. Mình livestream thì mình làm content rồi, anh em xem rồi mình cũng nhận lại từ YouTube được ít anh em, cũng như anh em mến mến em donate đó. Hồi chiều quá anh em donate 100k này nọ đó, hồi lâu lâu anh em donate vài trăm nghìn thì mình lấy cái đó là làm động lực đó mình like, cũng như là mình mở content anh em chơi chứ có gì đâu mà giàu. Hai con này nữa kết thúc video anh em ơi, xong rồi Khải lấy thêm bài boss, em hết được bài boss rồi, hết bốn mấy ba mấy con, gần 40 rồi mà không nãy chưa có siêu phẩm đâu, mà bánh này chắc ra đảo rồi, bánh này ra đảo rồi. Ui nè thôi đó. Trời ơi nhẫn cái hỏi dòng cuối nè mơ vãi đàn cái họ phôi nè, cái họ rác nè, rác nè, sinh lực nè, phôi nè, cho cái ngói dòng cuối đâu hả, cái đó 21-40 là mình xài đẹp luôn em, phôi nè, rác nè, à, cái nhẫn đâu động cái nhẫn thiệt, nhẫn rồi em ơi, à, bựa quá không xài được nhẫn này, ba cái nhẫn này chắc đợi hiệp cốt độ là không đặt móc 40 cũng xài cũng không yên thua đâu mà không đặt móc. Đợi nha, mới thử nhiều đồ gơ nha em ơi. Đợi mới thử nhiều đồ gơ luôn. Thả tiếp nè. Mới thử lúc nào nó cũng full rương nè em ơi. Thử lúc nào cũng full rương. Full nè. Đó. Sức tương là 2. Phôi nè. Sức lực trong cuối. Chó ổng 1. Ui sao không có cái hỏ. Đó này phôi luôn. Đó cái này cái hỏ anh đâm luôn đẹp nè. Chó dùng cuối. Chắc phôi không đâu mà. Chắc là ngồi bắn phôi nha. Này không bắn phôi chập luôn quá. Phôi quá chợt. Phôi quá chợt quá đó. Đúng rồi. Mày mang phải đặt móc không đặt móc cũng vứt à. Cũng vứt à. Nếu đó hay hay lên 40 chó thì được. 40 chó ok. Bốn mươi chó ok này, mà đó kiểu 30 không thua. À, bắt này ra đảo gì không, bắt này ra đảo không nhận được cái gì luôn, không có một món gì luôn nha. Này ra đảo bắt 91 là ra đảo rồi nè mà. Ui hơn gần 40 con mà không có gì hết. Ra đảo xa luôn á, phải gần luôn nữa. Ra đảo xa thì lực dụng cuối. Đọc sinh lực, thôi. Rồi. Ra đảo xa nè mà. Rồi. Đại bắt 91 này Khải sẽ chấm dứt tại đây và Khải sẽ làm một tiếp tục video bắt 92 cho anh em xem nha anh em ơi. Hiện tại bây giờ thì lần bài boss Khải hết á, được Khải thoát ạc á. À, được Khải lấy nè. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ Khải video bắt 91 này á. 200 like đỡ có tinh thần động lực làm tiếp tục bắt tiếp theo nha anh em ơi.
Và video này Khả sẽ up ngược lại trên kênh vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày. Anh em nào chưa xem thì có thể xem và ủng hộ một like, chia sẻ, ủng hộ chơi nha. Còn em nào xem rồi á, rảnh tay qua cho Khả một like, tròn 200 like trên một video đánh bot thì Khả sẽ có động lực làm tiếp tục những video tiếp theo cho anh em nha anh em ơi. Rồi đó, Khả rất gặp hay lâm thêm lại bài bot á, Khả đánh thêm bot 92 nha mọi người. Bot này thì ra đảo nữa mà ra đảo thiệt xa luôn. Không có một món gì luôn mọi người, không có món gì mà gọi là đỡ sai được luôn á.